cơ sở rau quả Thuận Đoàn, một trong những cơ sở lớn ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Một ngày, cơ sở này cung cấp hơn 200 tấn rau củ đi khắp các vùng trên cả nước. Đặc biệt, lượng cà rốt mỗi ngày lên đến 70 tấn. Trong đó, số lượng khách hàng có nhu cầu rửa sạch cà rốt nhưng vẫn giữ nguyên cuống là gần 20 tấn. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trước đây cơ sở này chỉ rửa cà rốt bằng tay, cần rất nhiều công nhân nhưng cũng không đủ số lượng. Còn đây là chiếc máy rửa cà rốt không gãy cuống do ông Lê Thanh Trị trong cùng huyện chế tạo. Từ khi sử dụng chiếc máy này, cơ sở Thuận Đoàn đã nâng cao năng suất rửa cà rốt, lại tiết kiệm được chi phí khá nhiều. Hồi trước là chưa có máy rửa bằng tay mà do nhu cầu khách hàng nó đặt nhiều hàng quá, cho nên là cái lượng công nhân làm nhiều mà vẫn không kịp cho khách hàng lấy. Rồi cơ sở chúng tôi có mua máy của nước ngoài về làm, nhưng mà cái máy đó làm không đạt tiêu chuẩn, khách hàng người ta không có chấp nhận. Nên là chúng tôi mua cái máy đó cũng gần cả 100 triệu mà buộc phải bỏ ra ngoài. Từ khi có máy Bắc Trị về làm là nó đỡ ra được khoảng một cái máy là đỡ ra khoảng 3 đến 40 công nhân. Một tháng lời ra khoảng từ 120 đến 150 triệu đồng. Điểm đặc biệt của chiếc máy này chính là nhờ bề mặt thô ráp với lớp lông cước được tính toán vừa đủ về độ dài và mật độ. Cà rốt được đổ vào sẽ quay cùng chiều với trục của máy, cọ sát vào nhau và cọ sát vào lớp lông cước sẽ sạch đất và không bị gãy cuống. Tùy vào kích thước loạt cà rốt lớn hay nhỏ, tác giả có thể điều chỉnh được các thông số sao cho phù hợp, tránh làm xây sát lớp vỏ. Khác với những loại máy nước ngoài rửa cà rốt thường bị gãy cuống do nó có những thông số và mật độ lông cước không phù hợp. Nếu muốn củ cà rốt không gãy cuống thì cái củ cà rốt nó phải quay cùng phương với cái trục của máy. Nếu củ cà rốt quay kiểu này thì cà rốt sẽ bị gãy cuống. Thì tôi mục đích là thiết kế nhiều cái yếu tố kỹ thuật để làm sao củ cà rốt quay cùng phương với phương của máy. Máy của nước ngoài do không điều chỉnh những yếu tố khác nên củ cà rốt hay thường nó nghịch phương. Cà rốt giữ được cuống sẽ giữ được độ tươi và chất dinh dưỡng lâu hơn mà không cần có hóa chất bảo quản. Anh Trường cho biết, nhu cầu của khách hàng rửa cà rốt giữ nguyên cuống ở cơ sở của anh ngày càng nhiều vì có thể phân biệt với cà rốt không cuống nhập từ nước ngoài. Chính vì thế, hiệu quả nhờ chiếc máy rửa cà rốt giữ được cuống của ông Lê Thanh Trị đang mang lại những giá trị lớn cho cơ sở của anh và nhiều cơ sở khác trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Để có được gần 20 tấn cà rốt mỗi ngày theo yêu cầu của khách hàng là rửa cà rốt mà vẫn còn giữ nguyên cuống thì chỉ một chiếc máy rửa cà rốt như thế này thôi có thể thay thế từ 30 đến 40 nhân công làm việc bằng tay như trước đây, và điều này đã tiết kiệm cho cơ sở này một khoản tiền không nhỏ. Ông Lê Thanh Trị còn ứng dụng nguyên lý của chiếc máy này để rửa các loại củ quả khác như là củ cải trắng, củ khoai lang. Các loại củ có bề mặt da khác nhau nên phải thiết kế bộ lông cước có mật độ, độ dài và tốc độ quay khác nhau. Trong tâm tôi rất muốn là làm nhiều cái loại máy móc để phục vụ cho bà con, đỡ được những lao động vất vả. Mà khi mà người nông dân đã sử dụng máy của mình mà đạt được những hiệu quả kinh tế, đỡ được vất vả, tôi rất là vui mừng. Nhờ việc ứng dụng những sáng chế, cải tiến công nghệ vào sản xuất, giờ đây những cánh đồng cà rốt ở Đức Trọng ngày càng mở rộng và những người nông dân thu hoạch cà rốt cũng đang ngày càng có thêm thu nhập.